Chào các bạn, ở đây mình có hai cái ổ cứng Lacie mà được thiết kế bởi Porch Design, rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về hai cái ổ cứng này. Thì các bạn biết rằng cái thế giới ổ cứng ngắn ngoài rất là nhiều, nhưng mà mình để ý là chỉ có Lacie là cái hãng chú ý đến cái thiết kế của nó thôi. Thiết kế cái sản phẩm không những dùng được mà nó còn đẹp, còn xịn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái ổ 3.5 trước. Thì cái mã của nó là Porch Design B9233. Nếu các bạn sử dụng điện thoại di động Porch Design, các bạn sẽ thấy cái B này rất là quen. Nó là cái chữ gì đấy không biết nữa. À, chữ Porch Design. Ở đây chúng ta thấy là có cái hiệu Lacie cũng như là USB 3.0. Nó viết là design format, nhưng các bạn yên tâm, các bạn có thể xài cho Windows, bởi vì nó là bằng nhôm, nó làm cho mát. Lacie đã được mua lại bởi Seagate. Hy vọng là Seagate sẽ tiếp tục phát triển Lacie chứ không có hủy cái thương hiệu đó. Và trong hộp chúng ta có gì? Chúng ta có ổ cứng, chúng ta có cáp USB 3.0, cục điện nguồn cũng như là hướng dẫn sử dụng và phần mềm để cài vào máy. Và cái ổ này nó như thế nào? Với 3T các bạn có thể lưu được tương đương như vậy, ví dụ như là 900.000 tấm hình, 780.000 bài hát, phim và nhạc như thế này. Những người mà sử dụng cái ổ cứng của Lacie sẽ được tặng cái dịch vụ đám mây. Ví dụ như ổ này sẽ được tặng 1 năm sử dụng dịch vụ của Wala. Ở đây chúng ta thấy cái biểu tượng L là nói về cái nhôm, sử dụng nhôm để làm cho ổ cứng này, một phần của nhôm. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đây. Thì nó gồm hộp, trong hộp gồm hai phần. Phần bên trên là phần ổ cứng và phần bên dưới là phần những cái phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo chúng ta có ổ cắm điện cũng như dây USB 3.0. Lacie để rất là nhiều cái jack cắm cho tùy thị trường. Ví dụ như đây là thị trường Việt Nam và châu Âu. Đây là thị trường nào đó mình không biết. Cái này thì giống như Singapore và Úc. Cái này thì Mỹ với Nhật. Mình thích cái dạng ổ cắm này, vừa ngọ gọn và vừa cắm rất là chắc. Đây là ổ cứng. Và khi sử dụng nó thì các bạn để ở cái trạng thái như vậy. Nhìn từ trên xuống thì các bạn thấy nó là một cái khối nhôm màu bạc rất là đẹp. Ở trên cùng có in cái chữ Porch Design. Và cái khác các bạn nhìn thấy ở cái mặt này đó là cái đèn tín hiệu ở đây. Nếu các bạn cắm đèn thì đèn sẽ sáng lên, cắm điện vào đèn sẽ sáng lên. Và các bạn thấy là được cắt rất là đẹp, một vết cắt khoảng chừng 1,2mm, cắt vào miếng nhôm rất là đẹp, gắn đèn tín hiệu phía bên trong. Ở cạnh nhìn trước tới các bạn thấy là mảng đen có chữ Lacie. Thì cái phần nhôm nó chỉ là phần này thôi, ôm xuống một miếng như vậy thôi, phần còn lại là bằng nhựa. Đây là cái cạnh gồm những cái cổng giao tiếp. Chúng ta có cái lỗ cắm điện, cổng USB và cái công tắc tắt và mở. Đây là cạnh sau, không có cái gì cả. Còn đây là mặt trước, các bạn sẽ để trên cái bàn làm việc tương tự như vậy. Thấy bản tín hiệu đây. Và mặt trước thì chúng ta thấy cái đèn tín hiệu thẳng vào đây. Đây là phía dưới của nó. Phía dưới của nó các bạn thấy nó có nhiều lỗ giống như cửa sổ để tỏa nhiệt. Và các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái ổ cứng 3.5 ở bên trong. Thì so với những cái ổ cứng gắn ngoài khác thì rõ ràng là ổ Lacie rất đẹp. Ví dụ mình lấy một cái ổ của Seagate đây. Các bạn thấy là ổ Seagate không đẹp, không bằng Lacie. Bây giờ mình sẽ nói về cái ổ di động, cũng là Porch Design. Và cái tên của ổ di động đó là cái B223. Ổ để bàn là 233 lớn hơn và 223 nhỏ hơn. Thì ở đây họ cũng ghi là USB 3.0 Design Format. Mà dung lượng của cái này là 500GB. Nó có loại 1T nữa. Mặt sau cũng tương tự như vậy. Một số cái thông số cần thiết và những cái thứ có trong ổ. Trong đây chúng ta có các hướng dẫn sử dụng là đây.
Thì các bạn thấy là rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là sắc sảo. Ở cái ổ 2.5 thì di động này thì Lacie làm nó nguyên khối nhôm và nó lục hai cái cạnh này, họ nhét ổ cứng vào và bịt hai đầu lại như vậy. Và chúng ta cũng có cái chữ Post Design ở bên mặt trước này, cũng như đèn tín hiệu được thiết kế tương tự như ở cái ổ 3.5, nhưng mà cái khe này nó mỏng hơn, khe này khoảng chừng 9 mm, và nó làm rất là sắc. Các bạn cầm vào các bạn sẽ cảm giác bị dễ bị đứt tay ở cái này, cầm vào khá là đau tay, nhưng mà nó không dễ đứt tay đâu, khá là đau tay. Cái mặt bịt này thì chỉ có chữ Lacie, không có cổng kết nối. Còn mặt bịt này thì có cái cổng kết nối USB 3.0. Cái cổng kết nối USB 3.0 này là cái loại kết nối USB di động, mình không thích nó lắm, bởi vì mình đã sử dụng một cái ổ cứng di động rồi và nó dễ bị lỏng ra. Những cái ổ Post Design của Lacie này được phân phối chính hãng bởi công ty máy tính Khải Thiên KTC. Bây giờ chúng ta sẽ để hai cái ổ kế nhau, chúng ta các bạn xem. Đó, đây là 3.5, đây là 2.5. Đó, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn.